Đây. Cây hồng đèn lồng các bạn nhé. Cây này là nếu trưng hội nó không có cây nào đẹp hơn nữa nhé. Thợ thì chuyên Thái Nguyên của anh công ty của anh Dũng Tân. Ông em trực tiếp ông sang ông làm, không tin tưởng thợ Hữu Lũng như nào cả. Chết. Quan Văn Thuận đang đào. Trinh, đồng chí Trinh, quản lý của công ty Dũng Tân này, không tin tưởng thợ của Hữu Lũng gần tiệm cây cảnh đưa sang, đánh ô tô sang, không biết là đào ngày nay có xong không. Nói đùa đấy, giờ ăn trưa xong sớm, giờ ăn trưa xong cũng không sớm đấy em nhé, bó xong nấp rồi có khi phải đến 11:30 đấy, 2 giờ ấy. Bây giờ các bạn bọn em sang muộn. Tôi làm xong rồi. Bó xong ăn cơm còn lấp thì đơn giản đúng không? Không có gì phải vội. Người lấp thì đáng bao nhiêu lắm. Để bó cho bó để phủ ấy là chắc ăn. Thịt nhẫn một cái độ cong cái tay bay này. Tay bay bằng trà. Rơm cuốn vào nó đẹp. Chả cần, cần thiết thì nào anh mua một cái hộp rễ và anh tưới cho này. Có mà lên, rơm tháng 2 mà rễ như theo xưa. Đấy, nghe điều được cày đã thấy ngon à, hôm nay nó ít quả nhưng mà một tí bọn em vặt quả kiểu gì nhỉ, hay kệ đấy chứ. Quá đơn giản. Em bay... có cái ấy à? Có cái chọc à, cành này nó bé. Hồi xưa là cái đội nó đi, chị ơi anh ơi, nó đi hái quả, lúc nó mua quả nó hái kiểu gì? Trèo lên gãy mẹ hết này. Vặt quả đi nó khỏe. Vặt hết quả các bạn nhé. Đấy, biết quả thì chơi lâu dài. Ok.